Với mong muốn tất cả các em học sinh đến trường đều được làm quen với việc đọc sách và được rèn kỹ năng đọc độc lập để nâng cao kiến thức và hình thành tình yêu đối với sách. Thời gian qua, trường tiểu học Hiệp Cường, huyện Kim Động đã chú trọng xây dựng thư viện thân thiện với nhiều hoạt động ý nghĩa. Phóng sự nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Với các em học sinh trường tiểu học Hiệp Cường, tiết đọc sách thư viện luôn là giờ học được mong đợi nhất, bởi các em sẽ được học tập tại một không gian sách sinh động, được trang trí bằng những bức vẽ, những nhân vật từ trong truyện tranh quen thuộc. Gần 3 năm nay, tiết đọc sách thư viện đã trở thành tiết học chính thức trong chương trình giáo dục của nhà trường. Tiết học này do giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đảm nhiệm. Các cô sử dụng những câu chuyện, quyển sách phù hợp với độ tuổi học sinh để tổ chức buổi sinh hoạt đọc hiệu quả, qua đó tạo thói quen đọc, mở rộng vốn từ và khả năng giao tiếp cho các em. Mỗi khi đến tiết học thư viện, cháu cảm thấy rất vui khi được đọc rất nhiều sách. Sách ở thư viện rất là rõ ràng, sắp xếp màu rất là đẹp. Con dựa vào cái màu của nó và con có biết nó có phù hợp với độ tuổi của con hay không. Từ khi có thư viện thân thiện, chúng con đã đọc được trôi chảy và nhanh và diễn cảm. Và mỗi khi đọc thư viện xong thì con có thể mượn sách về đọc cho các em ở nhà mình nghe. Bản thân tôi thì ngoài cái công việc chuyên môn ra thì tôi không ngừng tìm tòi ra những cái cách giúp cho cái tiết đọc thư viện của tôi trở nên sinh động, thu hút học sinh, qua đó giúp học sinh rèn luyện thói quen đọc sách. Thư viện thân thiện của trường tiểu học Hiệp Cường được xây dựng từ năm học 2019-2020. Các hoạt động của thư viện được tổ chức theo chương trình của tổ chức phi chính phủ Room Tourist. Tại đây, sách được phân loại theo mã màu phù hợp với trình độ đọc và trưng bày trên kệ có màu sắc tương ứng. Thư viện cũng có đủ không gian để học sinh tham gia vào các hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm và thường xuyên thay đổi cách bài trí để tạo sự mới lạ hấp dẫn. Được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều đơn vị và nhà hảo tâm, hiện nay thư viện của trường tiểu học Hiệp Cường đã có trên 7.500 đầu sách. Nhà trường cũng tổ chức nhiều các hoạt động đối với thư viện, như là tổ chức các ngày hội đọc sách gia đình, thì thu hút sự tham gia của ông, bà, bố, mẹ, anh chị em của học sinh thành những cặp đôi để tạo ra những cái sản phẩm mà trong quá trình lâu dài học sinh được đọc sách thì giới thiệu những cái cuốn sách mới cho tất cả những độc giả khác để cùng được biết. Việc tạo nên một địa chỉ đọc sách thân thiện như ở trường tiểu học Hiệp Cường chính là cách làm cho sách trở nên gần gũi và dễ đọc, dễ tìm hơn với các em học sinh. Qua đó sẽ là nền tảng vững chắc, ươm mầm, phát triển văn hóa đọc, giúp học sinh cũng như mọi người dân nâng cao kiến thức, nâng cao tầm hiểu biết của mình thông qua việc đọc sách.